phép màu trong công việc. Có bao giờ anh chị thắc mắc rằng cùng một công việc, cùng một công ty, cùng một sản phẩm, cùng như là một người thì rất thành công, còn một người thì chưa thành công. Để thành công trong cái công việc, để gia tăng những cái điều tốt đẹp, đó là cái sự thăng chức hay là tăng lương, thì cái nhân tố quan trọng nhất đó chính là lòng biết ơn. Khi các anh chị biết ơn thì đối với công việc, anh chị sẽ làm việc, anh chị sẽ cảm thấy vui hơn, cảm thấy hạnh phúc hơn. Và cái kết quả là công việc nó cũng luôn dễ dàng, luôn thuận lợi và có cái kết quả tốt đẹp luôn. Và càng biết ơn thì anh chị sẽ càng có nhiều thứ hơn để anh chị biết ơn. Ví dụ như là anh chị có một cái doanh nghiệp riêng, thì khi anh chị biết ơn đối với nhân viên hay đối tác hay là khách hàng, khi anh chị biết ơn thì tình cảm, cách đối xử, cách cư xử nó cũng tốt đẹp, nó cũng tuyệt vời, thì chắc chắn doanh nghiệp của các anh chị cũng sẽ ngày càng phát triển. Vì khi mình vui vẻ thì hạnh phúc thì mọi việc á, mọi việc làm của mình nó cũng, thì mọi người cũng sẽ làm bằng cả trái tim, thì cái doanh nghiệp của các anh chị thì nó càng ngày càng nó càng phát triển, ngày càng là nó phất lên. Và khi mà một chủ doanh nghiệp không có lòng biết ơn, thay vào đó cái sự lo lắng, cái sự nghi ngờ nhân viên mình thế này thế kia, đối tác thì hợp hẹn ký hợp đồng lại không ký, thì đó là những cái dấu hiệu không biết ơn, thì cơ ngơi của những người đó sẽ bắt đầu đi xuống. Và anh chị hãy hình dung tưởng tượng là có một cái người quản lý cảm xúc của các anh chị luôn sẵn sàng đi theo sau lưng với một quyển sổ và một cây bút, ghi bất cứ khi nào các anh chị cảm thấy biết ơn về một cái điều gì đó trong công việc, thì người quản lý đó sẽ ghi chú lại hết những cái cảm xúc biết ơn của các anh chị một cách sâu sắc nhất. Thì khi anh chị càng thực hiện biết ơn càng nhiều thì phép màu trong công việc của anh chị sẽ được người quản lý đó là cho đi đến nhiều hơn. Và cái điều xảy ra ngẫu nhiên đơn giản là hiện thân của sức mạnh lòng biết ơn. Và anh chị hãy ứng dụng lòng biết ơn đối với công việc của mình mỗi ngày thì công việc của anh chị nó sẽ tốt đẹp hơn, nó sẽ tuyệt vời hơn anh chị nhé. Thank you.